Chào mừng các bạn đến với Cytron Technology. Trong video này, chúng ta sẽ mở hộp bạch mở rộng hai cổng Ethernet 100M cho Raspberry Pi Zero. Sau đó, chúng ta sẽ kiểm tra nhanh sản phẩm với Raspberry Pi Zero WH. Sản phẩm được bảo vệ trong chiếc hộp nhựa dày và kiên cố. Bên trong hộp, ngoài mạch mở rộng, bạn sẽ có thêm 4 vít để cố định Raspberry Pi. Ở mặt này, chúng ta có hai cổng Ethernet 100M và hai cổng USB Type-A. Mặt trên là các chip điều khiển và linh kiện được sắp xếp rất gọn gàng. Nếu để ý, bạn sẽ thấy 5 chân kết nối ở góc trái bo mạch. Nó sẽ được nối tới chân pin Pogo trên Raspberry Pi để mở rộng kết nối USB. Ở mặt còn lại, bạn sẽ có cổng USB Type-C để cấp nguồn cho bo mạch mở rộng và Raspberry Pi. Chúng ta cũng có một đèn LED báo trạng thái màu xanh lá cây ở kế bên. Bây giờ, hãy gắn Raspberry Pi Zero WH lên bo mạch và kiểm tra thử. Quá trình lắp ráp rất đơn giản, bạn chỉ cần đặt Raspberry Pi lên trên, sau đó cố định chúng với nhau bằng 4 vít đi kèm. Tiếp theo, hãy lắp thẻ nhớ, cắm dây mạng và cấp nguồn cho sản phẩm bằng nguồn USB Type-C. Rất tốt! Hai cổng mạng Ethernet 0 và Ethernet 1 đã được Raspberry Pi OS nhận đầy đủ mà chúng ta không cần cài thêm driver. Bây giờ, hãy dùng lệnh LSUSB để kiểm tra thông tin phần cứng của card mạng. Kết quả hiển thị là ICS Xfan USB 10/100. Với lệnh IP-Link, chúng ta có thể thấy Raspberry Pi Zero W đang có 3 cổng mạng, đó là Ethernet 0, Ethernet 1 và WLAN 0. Sản phẩm đang có bán tại cửa hàng trực tuyến của cytrontech.vn. Các bạn có thể truy cập cửa hàng để tham khảo thêm. Video đến đây là hết. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.